Còn tại Hà Nội, trong nhiều năm qua, hơn 3.000 hộ dân tại khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm đã phải thanh toán tiền nước sinh hoạt cho xí nghiệp quản lý và vận hành khu đô thị Đặng Xá thuộc Tổng công ty Vicracera là đơn vị chủ đầu tư mà không nhận được hóa đơn giá trị gia tăng theo đúng quy định của nhà nước. Thay vào đó, họ chỉ nhận được một hóa đơn do đại diện chủ đầu tư tự in với các hạng mục thu gộp chung bao gồm tiền nước, tiền trông giữ xe và phí quản lý. Trong khi đó, thì trên thực tế, xí nghiệp quản lý và vận hành khu đô thị Đặng Xá không có chức năng kinh doanh nước sạch. Gia đình anh Bùi Thăng Long chuyển đến khu đô thị Đặng Xá đã 2 năm nay. Anh Long cho biết, khi đóng tiền nước, anh chỉ nhận được một tờ giấy biên nhận tiền do xí nghiệp quản lý và vận hành khu đô thị Đặng Xá tự in, chứ không phải hóa đơn VAT. Tuy nhiên, trong hóa đơn vẫn cộng thêm thuế giá trị gia tăng và phí bảo vệ môi trường. Cái đơn vị nước sạch là người ta cung cấp là người ta có hóa đơn của người ta. Đơn vị điện lực người ta có hóa đơn của người ta. Đấy. Thì không phải là cái hóa đơn như này, vì cái hóa đơn này tôi thấy chẳng giống với đơn vị nào cả. Các cái ca đựng nước của gia đình ấy, sau một thời gian mà dùng thì tôi thấy là có cái cặn trắng. Khi mà tôi thấy có những cái cặn trắng như thế thì tôi cũng có băn khoăn là không biết là những cái chất cặn đấy nó có ở trong cái phạm vi cho phép không. Kiến nghị rồi nhưng mà chưa được nhận được câu trả lời là đến bao giờ đơn vị nước sạch mới vào coi như là thu tiền của dân và trực tiếp quản lý cái toàn bộ cái hệ thống nước của khu đô thị Đặng Xá. Làm việc với nhóm phóng viên, đại diện của xí nghiệp quản lý và vận hành khu đô thị Đặng Xá cũng thừa nhận không có chức năng kinh doanh nước sạch. Đơn vị khai thác sản xuất nước sạch trên địa bàn là công ty cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội. Chúng tôi bên này rất là muốn hợp tác cùng với bên nước sạch số 2 để làm sao bên đấy tiếp nhận và vận hành và cung cấp nước sạch trực tiếp đến các hộ dân. Bên chúng tôi là bên những người đang phụ thuộc chứ không phải là chủ động được, vì mình muốn bàn giao nhưng họ chưa nhận, họ tham gia ngay từ đầu ấy, là không tham gia ngay từ đầu thì cái việc đấy là tôi nghĩ là không liên quan đến cái việc là có vận hành được hay không. Ông không thi công không có nghĩa là ông không vận hành được. Tuy nhiên, đại diện công ty này lại cho rằng công ty cổ phần nước sạch số 2 chỉ chịu trách nhiệm cấp nước đến đồng hồ tổng thuộc khu đô thị Đặng Xá, còn quyền và trách nhiệm cấp hóa đơn cho từng hộ dân lại thuộc về chủ đầu tư. Ngay từ ban đầu khi thực hiện xây dựng dự án, tổng chủ đầu tư là công ty Vera cũng không đặt vấn đề và không có thỏa thuận với công ty nước sạch số 2 về việc bàn giao hệ thống kỹ thuật. Vì vậy, trong suốt quá trình tổ chức xây dựng hệ thống cấp nước nói riêng tại khu đô thị đó, chúng tôi không tham gia. Và khi cái cơ quan quản lý chuyên ngành là nước không được tham gia một trong quá trình xây dựng thì chúng tôi không thể đảm bảo chất lượng, quy phạm, quy chuẩn cho cái công tác quản lý chuyên ngành của mình. Đơn vị được quyền kinh doanh nước sạch thì không tiếp quản, đơn vị không có quyền thì lại đứng ra phân phối và cấp hóa đơn tiền nước cho từng hộ dân. Còn hàng nghìn hộ dân tại khu đô thị như lạc vào ma trận. Đây là chưa kể một số lo lắng về chất lượng nguồn nước. Sau khi nhận được thông tin phản ánh của báo chí, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có công văn gửi Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu kiểm tra thông tin về tình trạng cư dân ở khu đô thị Đặng Xá 4 năm nộp tiền nước sạch mà không nhận được hóa đơn VAT và báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 5 tháng 8 tới. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc này trong những bản tin tiếp theo. Mời quý vị chú ý theo dõi.